Hello, xin chào các bạn. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta đăng ký 4G Vinaphone và cũng như là cách hủy gia hạn 4G và cái cách chúng ta kiểm tra cái gói cước 4G của mình đã còn bao nhiêu. Thì các bạn thông thường các bạn sử dụng những ứng dụng này trong vòng 24 giờ thôi, bởi vì nó có những ưu điểm là chúng ta tiết kiệm được cái chi phí. Trường hợp các bạn đi xa mà không có wifi thì các bạn sử dụng, thì tùy vào cái mức độ các bạn có thể đăng ký gói là D2, có nghĩa là 10.000 một ngày thì các bạn sẽ có được 2 GB. Cũng tương tự gói D7 là được 1,2 GB, chúng ta có chỉ với 7.000 thôi. Và trường hợp với gói D15 thì chúng ta sẽ có 5 GB, tương ứng với 15.000 đồng trên một ngày. Thì các bạn sẽ tiến hành đăng ký, thì cú pháp sẽ là DK, sau đó các bạn bấm D. Ở đây ví dụ như là mình đăng ký là D2 thì các bạn bấm D2 vô, sau đó các bạn gửi đến tổng đài 888. Tương tự D15 thì các bạn sẽ xoắn DK tách ra là D15, sau đó các bạn gửi 88 để tiến hành đăng ký. Thì các bạn lưu ý trong vòng 24 giờ là chúng ta sẽ sử dụng hay là hết hoặc là không hết gì, thì qua ngày hôm sau sẽ được tự động gia hạn ra, tự động gia hạn lại. Do đó các bạn sẽ lưu ý chúng ta sử dụng trong ngày xong một cái là chúng ta sẽ bấm hủy. Thì cách hủy chúng ta sẽ bấm là cú pháp là hủy DK, sau đó chúng ta bấm cái gói cước của mình. Ở đây mình đăng ví dụ là D2, sau đó các bạn bấm gửi 88 để hủy. Thì ngoài ra các bạn có thể liên hệ với tổng đài qua cái số điện thoại 1800 1091 để các bạn yêu cầu nhân viên tổng đài hủy cho chúng ta, rất là hay. Rồi trường hợp các bạn kiểm tra dung lượng của gói cước hiện tại còn là bao nhiêu thì các bạn sẽ bấm soạn cú pháp là data, sau đó các bạn bấm gửi 888 hoặc là các bạn nhấn cái tổ hợp phím là sao 123 thăng chẳng hạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cụ thể chi tiết để các bạn dễ hình dung. Ví dụ ở đây mình đang sử dụng cái mạng Vinaphone thì các bạn sẽ bấm vào tin nhắn. Ở đây mình đã đăng ký gói DK D7 thì lập tức là tổng đài báo chúng ta là đăng ký thành công gói D7. Thì các bạn sẽ tiêu tốn là 7.000 trên một ngày, các bạn có 1,2 GB. Thì có hiệu lực từ cái lúc mình đăng ký đến cái lúc đến tự động gia hạn sau ngày hôm sau. Do đó các bạn sau khi mà sử dụng ngày hôm đó thì ngày các bạn cuối ngày các bạn nhớ là hủy đăng ký ngay bằng cách chúng ta theo cú pháp của tổng đài đây, hoặc là các bạn sẽ liên hệ nhân viên qua tổng đài qua số điện thoại, rất là hay. Rồi bây giờ chẳng hạn các bạn muốn tra cứu cái dung lượng, các bạn bấm data, các bạn bấm gửi 888. Rồi ở đây là tổng đài là 888 rồi, các bạn bấm chẳng hạn ở đây mình bấm là data, rồi bấm gửi thôi, thì tổng đài cho chúng ta biết là cái dung lượng mà chúng ta đã và đang xài là còn lại bao nhiêu. Những quý khách đang sử dụng gói bit 2G 2G trên ngày, dung lượng còn lại vẫn là khách là vẫn là 2.000. Hiện tại mình chưa xài bao nhiêu cả, vẫn còn 2.000 nguyên vẹn và sử dụng đến 23:59:59 của ngày 27, có nghĩa là qua 24 giờ sẽ bị reset và tính trở lại nếu chúng ta không có hủy gói cước, rất là hay. Rồi như vậy là trong video hôm nay mình đã giới thiệu các bạn cách chúng ta sử dụng những gói cước sử dụng trong ngày 24 giờ rất là thuận tiện để chúng ta có thể phục vụ trong công việc cũng như trong cuộc sống khi chúng ta đến một cái nơi nào đó mà không có mạng internet và cái máy của chúng ta cũng không đăng ký 4G hàng tháng hay là hàng quý, thì chúng ta sử dụng cái cách này rất là tiết kiệm và phù hợp với những cái mục đích khác nhau. Hy vọng video hữu ích cũng như mang đến các bạn những giá trị nhất định. Các bạn nhớ đăng ký like, chia sẻ và nhấn chuông để cập nhật những video mới cũng như để ủng hộ kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.